Hôm nay, em đã hoàn thành 49 ngày thanh lọc thiền nhai gạo năng lượng sống. Có vài điều muốn tâm sự và chia sẻ với mọi người để có thể lan tỏa hạt gạo yêu thương. Trước khi đến với thiền nhai, em đã ăn chay 3 năm và liên tục thanh lọc định kỳ 10 ngày một tháng và áp dụng rất nhiều phương pháp để cải thiện sức khỏe. Cơ duyên biết đến thiền nhai và được sự hướng dẫn tận tình của anh chị em trong nhóm, em đã thanh lọc nhai 100% gạo năng lượng sống trong 14 ngày. Khi mới nhai do chưa quen nên nhai nước bọt tiết ra nhiều, em bắt đầu nhai một hạt gạo sống nhai trong vòng 30 đến 60 phút mới nuốt. 3 ngày đầu tiên nhai vẫn bị chua và bắt đầu nổi mụn ngứa. Ngày nhai 8 tháng 10 miếng ngắn nhất tầm 30 phút, mỗi miếng một hạt. Thì thoảng trời mưa em có nhai thêm gạo rang. 3 ngày đầu cũng xuất hiện nhược cơ và chóng mặt. Sau khi tâm sự với cơ thể thì đỡ hơn. Từ ngày thứ 4 bắt đầu tỉnh táo trở lại và không còn cảm giác đói và khát, ngày chỉ vài ngụm nước. Khi bắt đầu nhai cân nặng của em là 50kg tròn. Sau 14 ngày đầu em thấy cơ thể hợp tác tốt, nên tiếp tục thanh lọc đến ngày thứ 30. Ngày thứ 15 cân nặng giảm nhẹ còn 49.8kg, và em chuyển sang nhai gạo sống hoàn toàn. Càng nhai càng cảm thấy thân tâm an lạc, tính tình hiền hòa và lạc quan hơn, da cũng sáng hơn, bụng và eo giảm rõ rệt. Đến ngày thứ 27 em bắt đầu nhai 3 hạt gạo sống một miếng, và cảm giác khát mất hoàn toàn, em chuyển sang nhịn khô. Đến ngày thứ 30 được sự động viên của các anh chị và chồng em quyết định tiếp tục thanh lọc 49 ngày. Lúc này cơ thể đang rất hợp tác, không đói không khát không mệt. Ngày thứ 33 em xuất hiện chảy máu chân răng và 3 ngày sau cũng tự hết. Ngày 45 tự nhiên thấy da toàn thân khô và căng. Mới đầu em nghĩ do thời tiết và do em nhịn khô nên cơ thể thiếu nước, nhưng sau đó da bong chóc toàn thân, đặc biệt da vùng mặt. Em có tư vấn một số anh chị trong nhóm thì thấy một số người nhai gạo cũng bị thế. Do thanh lọc sâu nên thay da sinh học luôn. Đến ngày thứ 49 da hết bong chóc và lớp da mới cực kỳ mềm mại, cân nặng ở mức 49.95kg không có giảm mấy so với trước khi thanh lọc. Hôm nay ngày đầu tiên em ăn da. Bữa cháo gạo lứt không muối đầu tiên ăn và nhai kỹ thấy ngon ngọt, vị giác trở lên vô cùng nhạy cảm. 49 ngày thanh lọc đã giúp em làm mới cơ thể, làm mới suy nghĩ và giúp em nhận ra một điều. Chúng ta hàng ngày đang ăn quá nhiều so với mức cơ thể cần, chưa kể chúng ta đang ăn thức ăn không đúng với tự nhiên. Khi em quyết định thanh lọc 49, cô gái của hạt gạo năng lượng sống yêu thương. Kết thúc 49 ngày thiền nhai năng lượng sống, mỗi ngày trung bình trên dưới 20 hạt gạo năng lượng sống, 18 ngày chỉ vọn vẹn tầm 20 hạt không nhu cầu uống nước. Kết quả, số kg từ ngày 1 đến ngày 31 vẫn 50kg, từ ngày 31 đến ngày 49 không nhu cầu uống nước giảm còn 49.9kg. Da mặt lột để trở thành da của em bé. Không có nhu cầu ăn thức ăn khác sau 49 ngày. Cuộc sống thật sự tối giản, hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Năng lượng chạm mức cần chạm. Cảm ơn em Nanali về tình yêu của em. Cảm ơn các chuyên gia cùng đồng hành trong hành trình của em và tri ơn hạt ngọc trời yêu thương. Ngậm hạt ngọc trời đời ta thay đổi. Yêu thương và tôn kính. Ha ha ha, 问什么的说